Hello mọi người, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh của Key. Ngày hôm nay thì Key quay trở lại với mọi người trong một cái video mới. Chúng ta sẽ có một cái video có cái chủ đề đó là ai sẽ thích bạn. Ở đây á, Key muốn giải thích cái chủ đề ngày hôm nay một chút. Tức là ai sẽ thích bạn ở đây nó là cái người, cái mẫu người như thế nào, cái kiểu người như thế nào thường thì sẽ dễ có tình cảm với bạn, kiểu như là một cái mẫu người nào đó mà thường dễ bị các bạn thu hút, thì đã là cái chủ đề ngày hôm nay mà Kim muốn mang đến cho mọi người đó là như thế. Ngày hôm nay như thường lệ thôi, chúng ta sẽ có ba tụ bài, đây là tụ 1, đây là tụ 2 và đây là tụ 3, và đây là một cái video nó khá là đơn giản cho nên là Kim cũng muốn làm một cái video ngắn gọn cho mọi người một chút. Ok, nếu như mọi người đang phân vân không biết chọn cái tụ bài nào cho mình đó thì mọi người có thể ấn dừng màn hình lại và lựa chọn ha. Còn bây giờ thì Khi sẽ đến với các bạn chọn tụ bài số 1. Các bạn chọn tụ 1. Các bạn có 2 ly. Các bạn có 7 kiếm. Các bạn có Temperance. Các bạn có The Wall, 9 xu và các bạn có Ace of Wands. Ok. Người tốt nhất đó. Ai sẽ thích bạn của các bạn chọn tụ 1 thì Khi thấy như thế này nha, khi đang thấy là những cái người mà thường dễ có cái xu hướng là có tình cảm với các bạn á, sẽ là những cái người mà họ có một cái sự cân bằng, họ có một cái sự cân bằng đó. Cái sự cân bằng ở đây nó là gì? Nó là của cái việc là họ là những cái người mà thường á, họ ví dụ như của cái sự cân bằng, ví dụ như là họ là một cái người kiểm soát rất là tốt cái công việc, cái cuộc sống cá nhân của họ, hoặc là họ rất là cân bằng điều chỉnh cái cuộc sống của họ giữa lý trí và cảm xúc. Thường á, những cái người mà dễ thu hút với các bạn á là những cái người mà họ họ thường là những cái người mà họ đã có được một cái ví dụ như là giống như là họ là những người mà họ đã, nói chung là họ cũng tương đối là những cái người mà đã có một cái vị trí nhất định ở trong cái lĩnh vực của họ đang thực hiện, hoặc là ở trong cái những cái mối quan hệ mà bạn có, thường là giống như thế, tức là những cái người mà họ đã có một cái gì đó nhất định rồi. Một cái nữa là những cái người mà thường mà dễ có tình cảm với bạn đó, có thể là những cái người mà họ có rất là nhiều những cái điểm chung với các bạn. Họ có thể là những cái người mà khi mà các bạn gặp nhau như là những cái người bạn bè thân thiết, nói chuyện rất là hợp nè, hay là có cùng một cái sở thích, có cùng một cái quan điểm sống, hoặc là có cùng một cái đam mê nào đó, thì từ những cái người như thế nó sẽ rất là dễ dễ cho những cái người này có được có cái tình cảm với các bạn. Cái người này á, thường những cái người mà có thường những cái người mà dễ nảy sinh tình cảm với các bạn á là những cái người mà họ rất là biết cái cách chăm sóc bản thân mình nè, rất là biết cách hưởng thụ nè, rất là biết cái cách mà self love, họ sống với cái tình yêu thương với bản thân của họ. Và những cái người này, tuy nhiên á, là những cái người này á, họ là những cái người mà thường sẽ nghĩ đến bản thân của mình đầu tiên. Họ là những cái người mà thường sẽ nghĩ đến bản thân của mình đầu tiên. Ví dụ như là nếu như trong một cái mối quan hệ á, thì họ sẽ luôn luôn nghĩ đến cái quyền lợi của họ trước. Họ sẽ luôn luôn nghĩ đến cái việc là làm sao để họ có nhiều cái phần lợi ích của mình. Đôi khi khi cảm nhận ở trong một cái tụ bài ngày hôm nay đối với cái tụ 1 này nè, nó đang miêu tả đến một cái đối tượng nào đó một cách khá là cụ thể luôn. Thì có thể là có một cái tụ đối tượng nào đó đang thích các bạn chẳng hạn, nên là khi đang thấy là có một một cái đối tượng nào đó nó hiện lên ở đây. Cái người này họ là một cái kiểu người mà nếu như mà họ thích á, ai á, họ thích, nếu như mà có cái sự thích đối với bạn đi chẳng hạn, thì cái người này họ sẽ thường là họ muốn, nói chung là họ không thường là họ sẽ chỉ thích một đối tượng á,
mà có thể là họ thích một lúc đến một hai ba đối tượng nào đó chẳng hạn. Cho nên là họ thường thuộc cái dạng là có thể là cùng một lúc mà họ thích giữa bạn và họ thích cả một cái nhân vật nào đó khác nữa. Một cái cảm giác mà khi thấy ở đây á, cái người này thứ nhất là ở nếu như mà những cái người thường thích các bạn á, họ sẽ là những cái người mà họ có một cái cá tính rất là mạnh, họ sẽ làm những cái điều mình thích nè, họ sẽ hành động rất là nhanh và họ sẽ luôn luôn là những người mà dám nói, dám làm, dám nghĩ, dám làm, và họ là những cái người rất là thẳng thắn, rất là hành động rất là nhiều á, thậm chí rất là khá là nhiều lửa, họ nhiều lửa, nhiều nhiệt huyết. Và kiểu như là nếu như người này là cái người mà nói được á, thì cái người này họ sẽ là cái người làm được cái điều đó. Họ muốn cái gì thì họ sẽ nói ra và họ sẽ hoàn thành cái điều đó. Thì đó là cái kiểu người mà sẽ dễ có tình cảm với các bạn chọn tụ một ha. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Đây là một cái tự nhiên thì Kim muốn nghĩ lên là một cái trải bài khá là vui cho mọi người thôi, là Kim cũng không muốn mà mọi người nghe một cái tụ bài mà nó ngày hôm nay thì Kim không muốn cho mọi người nghe một cái gì đó nó quá nặng nề hay là gì cả, đơn giản một cái tụ bài nghe nghe vui thôi. Ok, chúng ta sẽ đến với tụ hai nha các bạn, tụ hai để xem là ai sẽ thích các bạn cái kiểu người như thế nào, thì thường sẽ có thể thích các bạn ha. Các bạn có hai gậy, các bạn có Ace of Cups, các bạn có King of Wands, các bạn có The Judgment, các bạn có The Hermit và các bạn có Queen of Pentacles. Ok, những cái người mà dễ thích các bạn á, tụ hai á. Các bạn có biết cái kiểu mà giống như là những người mà nó khá là mình phải biết tả nó giống giống như là Daddy và Mommy á. Kiểu tức là những cái người mà thường dễ thích các bạn á là những cái người mà mang đến cho các bạn cái cảm giác giống như là họ giống như là bố hoặc là mẹ của các bạn á, tức là những cái người mà khá là, nếu như giống như là nếu như bạn là nam á, nếu như bạn là người mang nguồn năng lượng nam tính nhiều hơn á, thì những cái người mà dễ thích các bạn á là những cái người có cái nguồn năng lượng giống như là mẹ của các bạn vậy đó, mang cái nguồn năng lượng chăm sóc nè, mang cái nguồn năng lượng ấm áp nè, mang cái nguồn năng lượng ổn định nè, mà cái gì nó cũng rất là bền, gắn chắc, rất là bền vững vững theo thời gian. Còn nếu như các bạn ở đây là nữ thì hoặc là mang nguồn năng lượng nữ tính nhiều hơn á, thì thường á những cái người mà mang đến cho các bạn cảm giác được yêu thích á, thường là thường có thường dễ nảy sinh tình cảm với các bạn á, là những cái người họ có cái cá tính rất là mạnh, là King of Wands, là cái gì đó nó cũng rất là nhiều những cái quyết định, và là những cái người giống như là mang tính leader, mang cái việc là cái thường là những cái người mà họ nắm cái quyền chủ động á, thường là những cái người mà ra quyết định là giống như bố của các bạn á, như làm chủ gia đình hoặc là gì đó. Tức là những cái người mà rất là nói một là một mà nói hai là hai, và thường là những cái người ra lệnh, thường là những cái người mà có thể là sai biểu hoặc là dạng dạng như thế, tức là mình thường là những cái người mà họ có cái tính cách là của cái sự lãnh đạo. Còn nếu như mà các bạn là người mang cái nguồn năng lượng nam tính nhiều hơn thì cái người này là mẫu hình nó giống như là một người phụ nữ nội trợ, một cái người mà rất là dịu dàng, rất là ấm áp và lúc nào cũng rất là để tâm và chú ý đến gia đình, rất là chăm sóc, rất là yêu thương, rất là nhẹ nhàng và là một người rất là từ tốn chẳng hạn. Thì đó là đó nó có những cái cảm giác mà khi 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 cảm giác nó như thế. Cái tiếp theo là khác nhận thường á, thì nếu như những cái người mà dễ có tình cảm với các bạn á, thường là những cái người mà họ có cái khá là lớn tuổi á, không phải là lớn tuổi mà là nhiều kinh nghiệm, hoặc là lớn có khoảng cách về mặt tuổi tác với các bạn, hoặc là những cái người mà họ đã đạt được một cái điều gì đó nhất định trong cuộc sống rồi, thì họ thường sẽ quan sát mọi thứ nó ở một cái góc cạnh, hoặc là một cái người những cái người mà có thể có tình cảm với các bạn, họ có cái góc nhìn rất là rộng, họ có cái thế giới quan rất là rộng và họ nhìn mọi thứ nó đa chiều hơn rất là nhiều. Những cái người mà dễ có tình cảm với các bạn á, thường là những cái người mà họ đã trải qua rất là nhiều va vấp trong chuyện tình cảm, thường là trải qua rất là nhiều những cái sự tan vỡ, thường là sẽ qua rất là nhiều những cái sự bắt đầu và kết thúc.
Và khi còn có một cái cảm giác á, cái người này có thể là một số bạn thì thường thu hút những cái nhân vật mà khá là từng từng có vợ, từng có gia đình và sau đó ly hôn á, hoặc là những cái người mà kiểu nhìn vào thì họ rất là đơn độc, rất là giống như là họ là những cái người khá là cô đơn, họ thường là những cái người độc hành, thường là những cái người mà lúc nào họ bạn cũng thấy là họ 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 có một cái thế giới riêng của họ, họ có một cái họ thường thu mình vào một cái thế giới riêng của họ mà có thể là ít có ai mà khám phá ra hết những cái điều đó. Ok, đó là tụ hai. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Bây giờ thì khi sẽ đến với các bạn chọn tụ ba nha. Các bạn chọn tụ ba để xem là ai thì các bạn ai sẽ thích các bạn. Các bạn có The Tower, các bạn có Queen of Swords, các bạn có Four of Wands, các bạn có Page of Wands, các bạn có Three of Pentacles và các bạn có The Henchman. Ok. Cái tụ này sao kiểu thường á, cái tụ này nha, những cái người mà thường giải thích các bạn á là những cái người mà đồng nghiệp nè, những cái người ở trong đội nhóm nè, những cái người ở trong cái nhóm bạn của các bạn nè. Các bạn thường thu hút những cái người mà nó mang nguồn năng lượng khá là về liên quan đến về cung khí á, thiên bình mão bình song tử. Khi có cái cảm giác là nếu như các bạn là người mang nguồn năng lượng nam tính nhiều hơn á, các bạn sẽ thường thích những cái người mà có cái sự thẳng thắn, cái sự sắc bén trong lời nói, trong cái cách giao tiếp, và một cái người sống cực kỳ là lý trí. Là một cái người mà giống như là những cái người mà họ thường có những cái tiêu chuẩn, những cái đề mục trong cuộc sống mà họ phải đạt được, hoặc là họ mong đợi ở cái người mà mình sẽ gắn kết á, thì thường là họ sẽ đánh giá những cái tiêu chí đó. Và có thể là bạn bạn cũng là một cái người mà đạt được những cái tiêu chí mà cái người này mong muốn hoặc là cái người này đề ra. Khi cũng có một vài những cái năng lượng là nếu như mà những cái đối tượng thích bạn, nếu như mà khác với tụ hai nha, là thường thì tụ hai sẽ thu hút những cái người lớn tuổi hơn, nhưng mà khi có cái cảm giác ở cái tụ ba này là các bạn thu hút cả những cái người nhỏ tuổi hơn mình nữa, những cái người cả người lớn tuổi hơn và cả người nhỏ tuổi hơn mình nữa, khi đang nói về cái mặt năng lượng thôi chứ không chắc là về cái tuổi tác bên ngoài vật lý ha. Thì thường á, khi cảm thấy á, là giống như là nếu như bạn thường ở trong một cái đội nhóm á, họ làm cái việc nào đó thì thường các bạn sẽ dễ gây ra cho những người khác cái cảm giác là cảm nắng khi không biết cái này có gọi là một cái loại năng lực hay không hay là như thế nào, nhưng mà thường đôi khi mà trong một cái nhóm hoạt động hoặc là nhóm học hoặc là cái gì đó mà chúng ta vô tình thôi, chúng ta có thể không cố ý đâu, mà là cái cách các bạn luôn đối xử với những người xung quanh như thế, luôn 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 dịu dàng, luôn luôn ấm áp, hoặc là luôn luôn như thế nào đó, cái cách làm việc các bạn chuyên nghiệp chẳng hạn, thì các bạn sẽ vô tình thu hút những cái người ở trong cái khu vực, cái khuôn khổ đó của các bạn. Và thường là các bạn không thu hút những cái người mà vừa gặp đã thích đâu. Các bạn sẽ không thu hút những cái người mà như là love at first sight hay là yêu nhau từ cái nhìn đầu tiên, hoặc là vừa nhìn là ấn tượng bởi vì cái nhan sắc của các bạn, mà là thường những cái đối tượng mà thích các bạn đó là những cái người đã trải qua một cái sự gắn kết với các bạn lâu rồi, hoặc là kiểu như là thích bạn là sau khi một khoảng thời gian mà gắn bó với các bạn trong cái dự án, trong cái việc làm việc với các bạn, hoặc là cùng các bạn trải qua những cái khoảng thời gian khó khăn, đi qua nhiều khoảng thời gian khó khăn và từ khó khăn đó đến cái khoảng thời gian thành công, nói chung là trải qua một khoảng nhiều cái cô nhiều cái khúc khúc nhiều cái giai đoạn khác nhau á, thì thường là bạn sẽ làm cho những cái người đó thích mình. Và bạn cũng thường là thu hút những cái người mà họ cũng trải qua rất rất là nhiều va vấp ở trong cuộc sống của họ. Họ cũng phải trải qua rất nhiều những cái sự kết thúc và bắt đầu, họ cũng trải qua rất là nhiều những cái tan vỡ, hoặc là thu hút những cái người mà có thể họ đã từng có gia đình, hoặc là đã từng như thế nào, hoặc là các bạn thu hút những cái người rất là trẻ, các bạn thu hút những cái người có cái nguồn năng lượng rất là trẻ, những cái người mà có cái nguồn năng lượng của cái việc là họ vừa bước vào cái thế giới và giống như là một người mà vừa mới bước ra một cái thế giới rất là rộng lớn, và họ sẵn sàng khám phá mọi thứ, họ không có ngần ngại của cái việc thất bại, họ không có sợ cái việc thất bại, họ không ngần ngại cái việc thất bại, và họ sẵn sàng để mà đối mặt với tất cả mọi thứ, xem là cái gì nó sẽ chờ họ trong cái tương lai sắp tới.
Đó là những cái mà cái trải bài ngày hôm nay nó nói tới. Thì Nhân khi nó nói là tự nhiên khi muốn làm một cái trải bài nghe nó vui vui, bởi vì đôi khi chúng ta nghe trải bài chúng ta chỉ cần những cái thông điệp mà nghe nó có vẻ vui vui, và thông qua đó chúng ta rút ra được những cái thông điệp nào đó, chúng ta lấy được những cái thông điệp nào đó mà nó phù hợp với mình chẳng hạn. Thì cảm ơn mọi người rất là nhiều ha. Nếu như mọi người thích những thông điệp này, đừng quên lại cho Ki một like, một subscribe cũng như comment câu chuyện bên dưới của mình cho Ki biết ha. Còn bây giờ thì Ki sẽ off cái video này ở đây và hẹn gặp lại mọi người vào những video tiếp theo. Bye bye.